Khi nghe về tù nhân trong trại giam thì bạn nghĩ đến điều gì? Những phi vụ phạm tội ghê rợn hay những con người vô nhân tính đáng sợ? Nhưng với điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 sẽ mang đến cho bạn góc nhìn rất khác về những con người ở nơi đây. Những phạm nhân này có người từng là lừa đảo, trộm cướp, giang hồ, thậm chí có cả đại ca xã hội đen. Khi biết về hoàn cảnh của hai cha con Jong Gu, những người bạn ấy đã hết lòng giúp sức đưa cô con gái nhỏ Jae Sung vào trại giam để được ở bên cha vào ngày tháng cuối cùng của cuộc đời trước khi đối mặt với bản án tử hình. Và dần dần từ những cá thể xa lạ trong cùng một phòng giam đã trở thành một gia đình ấm áp. Lee Jong Gu là người bị thiểu năng trí tuệ, vì thế ông gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Jong Gu có một đứa con gái nhỏ tên Jae Sung, trái ngược với cha mình. Cô bé là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ, rất đáng yêu và lễ phép. Tuy gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là kinh tế, nhưng hai cha con lại rất yêu thương và quấn quýt nhau. Một ngày vì muốn mua chiếc cặp hình thủy thủ mặt trăng mà Jae Sung yêu thích khiến Jong Gu vô tình bị vướng vào vòng lao lý mang tội danh giết và làm hại đời trẻ em. Ngay lập tức Jong Gu bị bắt giam rồi gắn cho hình phạt tử hình mà không thông qua bất kỳ quá trình xét xử nào. Vụ án gây chấn động dư luận vì cô bé này là con gái của cục trưởng cảnh sát. Ông quá đau khổ trước cái chết của cô con gái nên đã bất chấp chính nghĩa ông phục vụ, trả đạp lên chính những gì ông tin tưởng và những gì người ta tin tưởng ở ông khi giao cho ông trọng trách là người thực thi công lý. Bằng mọi cách, ông ép Jong Gu nhận tội giết con gái mình, trong khi Jong Gu là người cố gắng sơ cứu khi cô bé bị trượt chân đầu đập xuống đất. Ở căn phòng giam số 7 đó đúng thật là những ngày tháng bất hạnh xen lẫn u tối của Jong Gu. Trước khi nhận phòng thì bị cảnh sát đánh. Sau khi vào phòng anh tiếp tục bị các bạn tù khác hành hạ. Vì tội trạng bắt cóc trẻ em hay ấm dâu giết người của anh thật sự là một tội được xem là cặn bã nhất của xã hội. Jong Gu lúc đó bị cô lập một mình, không dám tiếp xúc với ai. Anh vì quá nhớ con gái nên thường ngồi viết tên cô bé lên trên cát. Hôm nọ trong giờ sinh hoạt ngoài sân, anh vô tình nhìn thấy một phạm nhân ngồi gọt cây bàn chải đánh răng. Người đàn ông trông rất khả nghi ra hiệu cho Jong Gu im lặng. Sau đó hắn đưa chiếc bàn chải cho một phạm nhân khác. Cả đám người gương mặt hung hăng bước đến định tấn công đại ca cùng phòng của Jong Gu. Anh lập tức chạy đến ngăn cản, vô tình bị đâm trúng chân bị thương. Đại ca liền đánh tên phạm nhân kia lăn ra đất, cho đến khi giám mục tới, đám đông mới tản ra. Về đến phòng giam, Jong Gu đã được băng bó vết thương nhưng nó vẫn còn rỉ máu. Đại ca biết mình đã nợ Jong Gu một ân huệ, nên anh ta có ý định đền đáp ơn cứu mạng cho Jong Gu. Thường thì đại ca đây rất tự tin vào tài năng của mình. Anh ấy lợi dụng việc sản xuất bóng trong tù để trao đổi vật phẩm với người ở bên ngoài. Nếu như bình thường thì anh ta sẽ vứt quả bóng ra ngoài. Ngay sau đó, quả bóng sẽ được ném lại vào trong. Nó cất giấu bên trong những đồ vật mà anh ta yêu cầu. Nhưng thứ mà Jong Gu muốn lấy khó quá. Làm sao anh ta có thể mang con gái của Jong Gu vào tù bằng cách ném bóng kia chứ? Nhưng đã làm đại ca rồi phải giữ chữ tín thì người khác mới nể. Anh nhân cơ hội nhà giam có tổ chức văn nghệ mà những đứa trẻ tham gia đó được đưa đến từ trại mồ côi của nhà thờ. Trong số đó có một bé gái là con của Jong Gu. Bọn họ nhân lúc đám đông không chú ý, lén đưa cô bé trốn vào trong thùng và vận chuyển đến phòng giam số 7 để hai cha con được đoàn tụ, gặp lại cha. Cô bé khóc nức nở và trách cha vì sao cha đi đâu lâu quá mà không về thăm cô. Tiếng khóc của cô đã khiến một tù nhân khác khó chịu vì ông ấy sợ rằng tiếng ồn sẽ thu hút giám mục đến. Nếu bị phát hiện, họ sẽ còn bị phạt tù lâu hơn nữa. Chưa đến 30 phút mà họ đã vô cùng rối trí, cố gắng đưa cô bé đi để kịp giờ các ma sơ quay về trại mồ côi. Nhưng khi đẩy thùng hàng chứa con gái Jong Gu ra bên ngoài thì xe của nhà thờ đã rời khỏi. Anh ta bất lực đưa cô bé quay về phòng giam số 7. Nhờ vậy mà hai cha con họ có thêm thời gian ở bên cạnh nhau. Lúc này họ có vẻ vui đó. Nhưng những người còn lại thì đang lo sốt vó lên. Họ định rằng sẽ đưa cô bé ra ngoài vào dịp hoạt động tôn giáo sắp tới. Nhưng kể từ ngày có cô bé ở đây, mọi người bỗng cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Nhờ sự hồn nhiên, ngây thơ của cô bé mà nhà giam lạnh lẽo này bỗng đầy ắp tiếng cười. Không lâu sau ngày hoạt động tôn giáo đã tới, họ đã rất khó khăn mới có thể giấu cô bé và mang cô đến trả cho các ma sơ. Vừa đến nơi thì thấy Toàn là chú Tiểu, không ngờ hôm nay lại là ngày sinh hoạt của các Phật tử. Mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Tối hôm đó không biết mắc chứng gì mà tên giám ngục lại đi kiểm tra đột xuất. May mà họ nhanh tay lại mắt giấu cô bé đi, nhưng cuối cùng vẫn bị cai trưởng phát hiện. Đêm hôm đó, hai cha con Jong Gu bị giải đi, trời đang mưa tầm tã thế này con bé sẽ bị ốm mất. Jong Gu xót con nhưng cuối cùng lại bị cai trưởng đánh cho một trận. Người giết con gái của người ta nhưng lại muốn bảo vệ con gái của mình ư. Trong tiếng mưa rơi, Jong Gu cố gắng gào lên rằng bản thân mình không hề giết người. Còn nhớ đến lúc trước, hai cha con ngày nào cũng đến cửa tiệm để nhìn ngắm chiếc cặp hình thủy thủ mặt trăng. Vì nghèo nên hai người đã phải đợi rất lâu, chờ đến ngày lãnh lương Jong Gu mới để dành đủ tiền mua nó. Nhưng hôm đó chiếc cặp lại bị sở trưởng mua cho con gái. Jong Gu ngơ ngác chạy vào trong và đòi lại nó, nhưng nghèo thì làm gì có quyền để lên tiếng. Anh bị khinh thường và thậm chí còn bị sở trưởng đánh mà không dám chống trả. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy Jong Gu tuy không được tỉnh táo nhưng anh lại vô cùng hiền lành và yêu thương con gái của mình. Cô bé bây giờ đã được đưa về nhà thờ an toàn nhưng cô không tài nào ngủ được, chỉ biết khóc vì nhớ cha. Ngày cha bị bắt đi,
cô bé cũng đã khóc rất nhiều. Đây chắc hẳn là một cú sốc rất lớn đối với cô. Mấy hôm sau, trong nhà giam bất ngờ bốc cháy. Kẻ phóng hỏa là tên tội phạm dùng bàn chải đâm người hôm trước. Hắn tự nhốt mình lại trong khi những người khác đang lo tháo chạy. Cai trưởng vì muốn cứu hắn ra nên đã xông pha vào biển lửa, cuối cùng lại bị mắc kẹt ở trong đó. Phía bên ngoài, không ai để ý đến họ. Chỉ có mỗi Jong-gu là liều mạng chạy vào lôi hai người đó ra. Dù họ không hề có máu mủ hay thân thích gì với Jong-gu nhưng anh ấy vẫn chấp nhận cứu người không nề hà việc báo đáp. Vì hít nhiều khí độc nên tình trạng của anh ta cũng nặng hơn, phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục. Lúc này cai trưởng nhìn thấy gương mặt của ân nhân đang nằm đó. Liệu rằng một người tốt bụng như vậy có thể nào là người phạm trọng tội không? Một thời gian sau, Jae-sung được cô giáo đưa đến nhà giam thăm Jong-gu. Anh vô cùng hạnh phúc khi nghe cô giáo khen Jae-sung không ngớt lời. Cô bé thông minh, hát hay nên vừa được tuyển chọn vào đội văn nghệ của trường. Khoảng thời gian ngắn ngủi của cha con họ cũng đã hết. Jae-sung nước mắt đầm đìa nhìn cha bị kéo vào trong. Jong-gu cũng không nỡ nào xa con gái. Cố gắng níu kéo chút nào hay chút đó. Anh liên tục bấm nút kết nối để hứa với cô bé rằng anh sẽ sớm quay trở về. Cai trưởng chứng kiến cảnh này cũng không chịu nổi. Sao lại tàn nhẫn đến như thế? Người đàn ông này không biết anh ta bị tử hình hay sao? Làm gì có cơ hội trở về kia chứ? Jae-sung vì thương nhớ cha quá cũng lâm bệnh nặng. Cô bé luôn miệng cầu xin cho được ở gần cha. Cai trưởng dù sao cũng sắp về hưu rồi, nên ông ấy quyết định đưa cô bé vào trong nhà tù. Lúc này những tù nhân trong phòng giam số 7 đang ngồi đoán xem thùng hàng này là gì bên trong. Người thì đoán là bánh, nhưng với trực giác của Jong-gu, anh nhận ra đó là con gái của mình. Hai cha con lại được đoàn tụ, nụ cười của họ chưa bao giờ tươi như lúc được ở cạnh nhau. Jae-sung nhỏ bé chẳng khác nào một thiên thần đem đến ánh sáng cho nơi tối tăm. Cô bé gọi ông chú đại ca là chú thiên thần. Cô bé để ý nỗi lòng của người đàn ông nhớ vợ con nên âm thầm mượn điện thoại cho ông liên lạc với gia đình. Cô bé đem lại nụ cười hồn nhiên và sự vui vẻ cho người cai ngục đau khổ vì mất đi đứa con. Những điều ấy tưởng chừng như vô cùng nhỏ nhặt nhưng thật sự lại to lớn. Chúng khiến cho những người xung quanh và cả khán giả cũng cảm nhận được trên đời này còn có tình người, ấm áp và đáng quý. Chúng khiến họ phải mỉm cười và bật khóc không phải chỉ vì nỗi đau mà còn vì họ cũng cảm nhận được tình yêu thương. Jong-gu tuy hơi khờ khạo nhưng lại rất hiểu chuyện. Anh mang một ít bánh kẹo đến để tạ ơn cai trưởng. Nhân lúc này cai trưởng cũng hỏi anh ta rằng vì sao lại giết cô bé kia. Jong-gu tròn xoe mắt nhìn cai trưởng, anh ta còn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Cai trưởng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này lại càng không tin anh ta là một sát nhân biến thái. Ông quyết định điều tra lại vụ án, phát hiện được giấy nhận tội của Jong-gu liền thắc mắc. Tại sao một người đàn ông kém trí tuệ lại có thể viết giấy nhận tội một cách rõ ràng như vậy? Những người bạn tù cũng bắt đầu dựng lại vụ án để minh oan cho Jong-gu. Ngày trước là do cô bé trượt chân bị ngã rồi nằm im bất động. Sau một hồi suy luận họ phát hiện ra cô bé vì bị viên gạch rơi trúng đầu nên mới bị vỡ sọ. Kể ra thì cũng hợp lý. Nhưng hành động cởi quần và hôn cô bé thì Jong-gu phải giải thích thế nào đây? Hóa ra tất cả những điều anh làm đều đã từng học được trong lớp huấn luyện sơ cấp cứu. Cởi thắt lưng để máu của nạn nhân được tuần hoàn và hô hấp nhân tạo 10 lần một phút. Họ bắt đầu dạy cho Jong-gu cách trả lời trong phiên tòa sắp tới. Hy vọng những lời khai của Jong-gu có thể giúp anh minh oan. Lúc này có một ông luật sư cố tình đến đe dọa Jong-gu rằng nếu anh chọc giận sở trưởng sở cảnh sát, có thể ông ấy sẽ làm hại đến con gái của anh. Nếu như anh chết, cô bé mới có cơ hội được sống sót. Với một người đầu óc không được lanh lợi như Jong-gu, anh cũng hiểu rõ được tính mạng của con gái đang bị đe dọa. Vì vậy, tại phiên tòa, anh đã thừa nhận mọi tội trạng của mình. Trước sự phẫn nộ của những người xung quanh, Jong-gu chỉ biết nói hai từ xin lỗi và luôn miệng gửi gắm mọi người chăm sóc cho Jae-sung bé nhỏ. Cai trưởng đã thực hiện điều đó giúp Jong-gu mang cô bé về nhà và chăm sóc như con gái của mình. Và một ngày, những người bạn tù không muốn Jong-gu phải chịu án oan nên đã lập ra một kế hoạch giúp hai cha con được đoàn tụ. Họ hợp sức làm nên một khinh khí cầu khổng lồ, chẳng mấy chốc lại đến nơi sinh hoạt tôn giáo. Họ nhân cơ hội Jae-sung được đưa vào nhà giam và dùng khinh khí cầu để đưa Jong-gu và Jae-sung trốn thoát. Với sự hỗ trợ của đông đảo các tù nhân, kế hoạch trông có vẻ như rất suôn sẻ. Chiếc khinh khí cầu bảy màu như chứa đầy mơ ước về cuộc sống đơn giản bình yên, không chỉ của hai cha con ông bố thiểu năng, mà còn của cả những tù nhân từng một thời lầm lỡ và của người trưởng trại tù luôn chứa chất trong lòng nỗi đau và lòng căm hận. Trong lúc những lính cai khác đang ra sức ngăn chặn chuyến bay, sợi dây khinh khí cầu lại bị vướng vào kẽm gai và không thể bay đi được nữa. Điều kỳ diệu đã không xảy ra. Sợi dây này làm tôi liên tưởng tới những ràng buộc công lý, bởi sự dối trá ích kỷ tàn nhẫn của cảnh sát trưởng. Người có cô con gái đã qua đời muốn ép Jong-gu buộc phải nhận tội để hà hê, để thỏa mãn nỗi đau mất con mà ông phải chịu thì người khác cũng phải chịu. Vào ngày sinh nhật của Jae-sung, cũng chính là ngày Jong-gu bị tử hình, mọi người cùng tụ họp lại và ăn mừng sinh nhật. Cô bé cuối cùng cũng nhận được chiếc cặp mà mình hằng ao ước. Jae-sung bé nhỏ bất ngờ quỳ xuống và lạy Jong-gu cảm ơn ba đã mang con đến thế giới này. Jong-gu cũng đáp trả lại cô bé, cảm ơn con. Vì con đã là con gái của cha, con là món quà quý nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho ba trong đời này.
chứng kiến cảnh cha con chia tay nhau lần cuối mà mắt tôi ướt nhòe, như có tiếng thét vang lên từ đáy lòng. Tại sao cuộc sống lại bất công đến thế? Ngay cả trong phim người ta cũng không thể để công lý chiến thắng ư? Giây phút Jong Gu bị đưa đi, cô bé đã đứng đằng sau khung sắt và hét lên gọi cha ơi. Jong Gu cũng không đành lòng mà quay trở lại. Anh đối diện với Jae Sung và gào thét rằng tôi sai rồi, làm ơn cứu lấy tôi có thể ở lại đây cả đời cũng được, miễn sao có Jae Sung đến thăm tôi thường xuyên là được rồi. Cuối cùng thì khi Jae Sung lớn lên nhờ sự chăm sóc của cai trưởng, cô đã theo đuổi nghề luật sư và tìm lại những ông chú ở trong nhà giam số 7 ngày xưa đứng ra làm nhân chứng, minh oan cho người cha đã quá cố. Khi nghe phiên tòa tuyên án Jong Gu vô tội, Jae Sung nức nở nhìn vào tấm ảnh của cha, cô đã thành công rồi. Kết phim như một lần tháo nút cho trăm lần buộc thắt trái tim khán giả. Bên cạnh đó, điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 còn truyền đạt những ý nghĩa sâu sắc về tình gia đình, tình người bật lên trên nền của bất công và vô đạo đức. Bài học lớn nhất mà bộ phim để lại chính là dạy người xem hãy biết yêu thương, tin tưởng những người xung quanh, hãy sống thật hạnh phúc và đem hạnh phúc ấy đến cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những review phim tiếp theo.